Không sao. Xin chào mọi người. Hôm nay Hồng Anh, Bạch Nghĩa sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ trang phục mới. Yeah. Và bọn mình đã giới thiệu cho tất cả mọi người rất là nhiều trang phục biểu diễn rồi. Và lần này bọn mình sẽ có hai bộ trang phục mới nhất của chúng mình. Và chúng mình sẽ sử dụng nó. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu giới thiệu. Đây bộ trời phấn này các bạn ơi. Đây là bộ Nghĩa là bộ sói, còn trên tay mình là bộ thỏ. Đây là thỏ màu hồng, mình rất là thích. Bộ trời phấn của mình là 18. Bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem. Wow. Wow. Ồ, trò sói này. Các bạn ơi, đây là sói xám này. Đây là thỏ hồng của mình này. Có tai rất là dài và mắt dài, tròn, xanh biếc luôn. Đây cái mũi hồng của mình. Đã mặc thử rồi mà cậu ăn thử. Bây giờ chúng mình sẽ mặc thử cho các bạn xem. Đuôi của mình này. Mình đã thay quần áo xong rồi. Đây. Nhưng mà nó hơi nhảm sao ở chúng mình. Con chó sói này có cái giữa này. Cái lên đây là đỏ này. Nhiều không có răng. Ừ, không có răng. Mình có đuôi này. Bạn mình. Đuôi của con này. Nhảy con thỏ chứ. Cô ấy thỏ đâu. Đó là con gà đấy. Ôi là bác trò chợ chậm này. Con chó sẽ ăn chết. Đói quá. Mình có bữa Đứt đuôi. Trai, thò mạnh quá. Chậm đúng không mạnh. Đùa thôi. Giật răng. Yeah, thỏ đã chiến thắng. Vậy là chúng mình đã giới thiệu xong hai bộ trang phục mới chúng mình. Và các bạn thấy đẹp thì hãy ấn like và ấn nút đăng ký nhé. Và trước khi kết thúc chúng mình sẽ tặng cho các bạn một điều nhảy. Không sao. Ok, bye bye. Bye bye.